Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng cao, những năm qua, Lào Cai đã triển khai nhiều chương trình kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện vùng cao Bắc Hà để người dân hiểu rõ luật cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Lực lượng công an cơ sở đang triển khai nhiều biện pháp tăng cường tuyên truyền trong nhân dân. Tại nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú công an xã Bản Phố, ông Vàng Xeo Vồ, thôn Làng Mới đến làm thủ tục tách khẩu cho người con trai. Từ giải thích tuyên truyền của cán bộ công an xã, theo luật cư trú mới, sổ hộ khẩu giấy của gia đình ông sẽ được thu hồi. Thay vào đó, những điều chỉnh cập nhật thông tin của gia đình ông được thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu về cư trú. Các đồng chí cán bộ công an cũng hướng dẫn rất nhiệt tình và kết quả nhanh. Tôi thấy là quản lý phần mềm rất thuận lợi cho bà con nhân dân. Theo luật cư trú mới, công an xã là đơn vị trực tiếp giải quyết các thủ tục liên quan đến cư trú cho công dân. Chính vì vậy, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, đường truyền, trang thiết bị đã được công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện bố trí ngay từ sớm. Điều này giúp người dân khi đi làm các thủ tục hành chính liên quan đến cư trú được giảm thiểu về thời gian đi lại cũng như giải quyết các giấy tờ khác. Sau khi cái dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào hoạt động thì tất cả những cái thủ tục được thực hiện trong phần mềm thì rất là thuận tiện trong cái việc tra cứu các cái thông tin có liên quan đến công dân, phục vụ cho tốt cho cái quản lý dân cư trên địa bàn. Cùng với việc tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật về cư trú, Công an huyện Bắc Hà cũng chủ động tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú, nắm rõ các quy định mới của luật cư trú năm 2020. Thực tế qua quá trình triển khai thì chúng tôi thấy là đại đa số bà con, nhân dân đồng tình, ủng hộ về cái việc là luật cư trú năm 2020 nó rất sát với thực tế, nó đi vào lòng dân, nó tạo điều kiện tối đa cho bà con nhân dân, tiết kiệm thời gian, rồi là hồ sơ sổ sách các loại mà giảm bớt thời gian hành chính. Việc triển khai các hoạt động để đưa luật cư trú năm 2020 vào cuộc sống không chỉ rút gọn thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân mà còn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư trên địa bàn huyện.